Thưa quý vị, sáng nay hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên khai mạc. Dự kiến hội nghị làm việc đến ngày 20 tháng 12 năm 2020. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu một số vấn đề cần tập trung thảo luận xem xét quyết định tại hội nghị Trung ương lần này. Việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình đại hội 13 của đảng là được sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần thực sự cầu thị dân chủ ngày càng cao trong đảng, trong nhân dân và xã hội, phát huy trí tệ của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, tham gia vào quá trình hoạch định đường lối chủ trương chính sách phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Phần lớn các ý kiến cho rằng, dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu nghiêm túc khoa học thận trọng kỹ lưỡng có sự đổi mới đảm bảo chất lượng gắn kết giữa lý luận với thực tiễn phản ánh được tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân có nhiều điểm mới thể hiện tầm cao trí tuệ của đảng phản ánh khách quan toàn diện sát với tình hình thực tế những kết quả đã đạt được những hạn chế khuyết điểm yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân bài học kinh nghiệm dự báo được tình hình, xu hướng phát triển của đất nước và thế giới trong thời gian tới, từ đó xác định đúng và trúng những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, khá cụ thể để phát triển đất nước nói chung và các ngành lĩnh vực nói riêng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị: Đề nghị các đồng chí tại hội nghị này dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể báo cáo tiếp thu giải trình và toàn văn các dự thảo với tinh thần thật sự cầu thị trân trọng các ý kiến đóng góp của toàn đảng các đại biểu quốc hội mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội cán bộ đảng viên và nhân dân tập trung cho ý kiến đối với các đề xuất bổ sung chỉnh sửa toàn văn dự thảo các văn kiện nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác hoặc phương án lựa chọn khác nhau đồng thời cũng cần tỏ rõ chính kiến và có lập luận sắc bén xác đáng để kiên quyết bác bỏ phản bác những ý kiến sai trái đi ngược lại quan điểm đường lối cơ bản của đảng tạo một sự thống nhất cao trong toàn đảng toàn dân từ đó chúng ta xem xét thông qua nội dung các dự thảo văn kiện để hoàn chỉnh một lần cuối cùng nữa rồi mới trình ra đại hội 13. Về giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13, tại Hội nghị Trung ương 13 vừa qua, Trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên Trung ương chính thức, Ủy viên Trung ương dự quyết và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13. Tiếp đó, căn cứ vào kế hoạch xây dựng phương án nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ý kiến phát hiện giới thiệu của Ban chấp hành Trung ương, thẩm định của các cơ quan chức năng và đề xuất của tiểu ban nhân sự. Ngày 20 tháng 11, Bộ Chính trị đã xem xét, thảo luận và bỏ phiếu quyết định phê duyệt Quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13. Tiểu ban nhân sự và Bộ Chính trị đã chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, tham khảo công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số khóa gần đây về tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, số lượng, cơ cấu, cách làm và những hạn chế, bất cập, các bài học kinh nghiệm được rút ra làm cơ sở để xây dựng đề án về phương hướng công tác nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 căn cứ và tình hình yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới và thực tế đội ngũ cán bộ hiện có. Tiểu ban nhân sự và Bộ Chính trị đã họp nhiều lần xem xét một cách dân chủ, khách quan, toàn diện, ra soát chặt chẽ, kỹ lưỡng, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án nhân sự theo đúng phương hướng, quy trình công tác nhân sự đã đề ra. Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ. Tại hội nghị này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo với Trung ương về kết quả việc chuẩn bị nhân sự bộ chính trị ban bí thư khóa 13 về quan điểm tư tưởng chỉ đạo mục tiêu yêu cầu tiêu chuẩn cơ cấu số lượng quy trình phát hiện giới thiệu và cách làm để trung ương cho ý kiến trung ương sẽ thảo luận rồi cuối cùng bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia bộ chính trị ban bí thư khóa 13. Việc chuẩn bị nhân sự bộ chính trị ban bí thư khóa 13 là công việc tiếp nối kế thừa của công tác quy hoạch cán bộ. Đây là việc rất quan trọng hệ trọng liên quan đến thành công của đại hội 13 của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới tôi đề nghị từng đồng chí trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu thật kỹ tờ trình của bộ chính trị và các tài liệu nhân sự có liên quan đã gửi các đồng chí suy nghĩ cân nhắc thận trọng đặt lợi ích của đảng của quốc gia dân tộc lên trên hết trước hết thảo luận kỹ cho ý kiến một cách thẳng thắn xây dựng tạo sự đoàn kết và thống nhất cao trong việc bỏ phiếu quyết định giới thiệu nhân sự tham gia bộ chính trị ban bí thư về dự thảo quy chế làm việc và quy chế bầu cử tại Đại hội 13 của Đảng, Tổng bí thư Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí Trung ương trên cơ sở nắm chắc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và thực tiễn chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp vừa qua, đặc biệt là kết quả thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng do Ban chấp hành Trung ương khóa 11 ban hành, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo quy chế làm việc và quy chế bầu cử trên Đại hội 13 của Đảng, bảo đảm thực hiện đúng điều lệ đảng các nguyên tắc quy chế quy định của ban chấp hành trung ương đảng nhấn mạnh hội nghị trung ương lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bằng nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đề nghị các đồng chí trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm trước đảng nhân dân đất nước tập trung nghiên cứu thảo luận cho ý kiến để hoàn thành tốt nội dung chương trình đã đề ra